đến năm 1975, sau cái ngày 30 tháng 4 thì tất cả mọi người đều tràn vào Sài Gòn và tất cả những người phương Bắc thì cười như điên dại vì sung sướng. So that process of turning my thoughts around continued until 1975, when a lot of people, many many people went south and they were quite happy and laughing at within their own happiness in the south. Và riêng tôi thì đối với mọi người là một con điên, bởi vì lúc đó thì mọi người vô cùng sung sướng thì tôi khóc như là cha tôi chết. While I was considered a fairly mad person, a crazy person, because I was crying as if my father had just passed away. Vì tôi cảm thấy cuộc chiến tranh này là một cái trò đùa rất là ngu xuẩn của lịch sử. Because I felt that that war had been a cruel joke by history. Tất cả năng lượng của một dân tộc dồn vào một sự phi lý. All of the energy of a people had been devoted towards và cái đội quân thắng trận thì lại thuộc về một thể chế man dợ hơn là những người thua trận. And the winning forces had belonged to a more barbaric force than those who lost the war. Và tôi cảm thấy tuổi trẻ của tôi đã mất đi một cách oan uổng. And I felt that I'd lost my youth unjustly. Và đấy là cái sự tôi nghĩ đấy nó gieo vào tôi một cái trạng thái vô cùng hoang mang và cay đắng. And it created for me a situation of bitterness and confusion. Và cũng lần đầu tiên tôi hiểu rằng là không phải lúc nào cái đẹp cũng chiến thắng, mà nhiều khi cái đẹp phải tan nát. And I also understood that beauty would not always win, would not always be the winner, but that beauty could disappear, could be destroyed. Và nền văn minh phải quy hàng. And civilization or civil ways had to surrender. Rõ ràng là để làm một cuộc so sánh thì đất nước Việt Nam là đất nước phong kiến. Nhưng mà khi chia đôi ra thì phương Bắc thuộc về một thể chế man dợ hơn là phương Nam. Kính thưa quý khán giả, nhà văn Dương Thu Hương là một cái viết nổi tiếng đối với độc giả tại Việt Nam cũng như là nhiều quốc gia trên thế giới. Vào những năm 1986, tác phẩm của bà được gây chú ý nhất đối với độc giả Việt Nam đó là cuốn Thiên Đường Mù. Sau đó một loạt những tác phẩm khác ra đời, mà phải kể đến cuốn Tiểu Thuyết Vô Đề, hay còn một cái tựa khác là Khải Hoàn Môn. Cách đây 9 năm thì nhà văn Dương Thu Hương đã qua thủ đô Paris của nước Pháp để sống lưu vong. Và đây là thời gian bà trước tác rất nhiều sách đã được nhiều nhà xuất bản ngoại quốc dịch ra tiếng bản xứ. Thí dụ như tiếng Pháp, tiếng Phần Lan, tiếng Đức, tiếng Na Uy, vân vân. Và hiện nay bà dành trọn thì giờ để viết và tiếp tục có những trăn trở, thao thức và đóng góp cho con người và đất nước Việt Nam ngay tại quê nhà của chúng ta. Hôm nay những ngày giữa của tháng 8 năm 2015, chúng tôi hân hạnh được thư chuyện với nhà văn Dương Thu Hương ngay tại căn nhà bà sống tại Paris. Xin kính chào bà Dương Thu Hương. Thưa bà, trong 9 năm vừa qua, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên và phỏng vấn bà cho tới hôm nay đó, thì đời sống của nhà văn Dương Thu Hương tại Kinh Thành Ánh Sáng Paris ra sao? Kinh Thành Ánh Sáng Paris
Đấy là cái danh từ mỹ miều là dành cho rất nhiều người sung sướng. Còn tôi thì chắc tôi không có số phận của một người sung sướng. Cho nên tôi thấy ở Paris thì cũng như ở bất cứ nơi nào khác thôi. Tôi cũng... Hoặc là nói một cách thậm xưng là dửng dưng, mà hoặc là nói một cách nó chính xác hơn là tôi cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt. Nếu bắt chước một cái cách nói của văn hào người Nga là Alexander Solzhenitsyn khi viết cái cuốn Một ngày trong đời của Ivan Denisovich ấy, thì 24 giờ đồng hồ của Dương Thu Hương tại Paris như thế nào hiện nay? 24 giờ của tôi thì nó liên tục, hoặc là viết, hoặc là làm vệ sinh nhà cửa, hoặc là giặt giũ quần áo, hoặc là chạy đi mua cái gì đấy để có thể khỏi chết đói, hoặc là làm bếp. Mặc dù là tôi làm bếp rất là dở và tôi rất ghét nghề làm bếp, nhưng mà thôi thì sống một mình thì đành phải nuôi thân vậy. Thì tóm lại là tôi cũng không có định kỳ, không có ý thức phân biệt rõ ràng thời gian, nên nó cứ như vậy, nó cứ như cứ một cái guồng nó cuốn đi vậy thôi. Có một số độc giả có để ý tới đời sống của bà Dương Thu bên Pháp nhưng mà cũng không biết được rõ lắm. Nhờ chúng tôi truyền một câu hỏi đến với bà là về mặt kinh tế thì cái cuộc sống lưu vong của bà ra sao? Cuộc sống của tôi cho đến tận ngày hôm nay chưa chết đói là rất may. Vì thật sự những cái năm vừa rồi ấy là những cái năm kinh tế giảm sút, sách bán không được nhiều. Nhưng mà tôi vẫn sống được với một cái mức sống bình thường. Đấy là cái sự cố gắng của nhà xuất bản và cũng là cái cơ may trời đất cho. Bà vẫn sáng tác đều và trong thời gian 9 năm qua thì bà đã cho ra mắt độc giả người Pháp và một số các quốc gia khác ở những cuốn sách nào rồi? Thật sự mà nói thì tôi không viết liên tục những nhà văn Pháp chuyên nghiệp. Bởi vì như ông biết, cái cuộc sống của tôi là tranh đấu. Mà tranh đấu thì không phải cái nghề mà tôi có thể diễn giải cho các ông các bà nghe được. Bởi vì cuộc chỗ đấu tranh tôi nó là một cuộc đấu tranh ở trong bóng tối. Một cuộc kháng chiến ở trong bóng tối của một nhóm người. Thành bại không biết, tùy trời. Nhưng mà chúng tôi đã làm liên tục từ 1985 đến nay. Thế còn ngoài những thời giờ mà dành cho cuộc tranh đấu cho dân tộc thì tôi viết văn. Mà viết văn thì tôi cứ cảm thấy rất ân hận đối với các đồng chí của tôi, vì đó là của tôi. Viết văn là cuộc sống riêng của tôi, là lối thoát riêng của tôi, là niềm sung sướng riêng của tôi, tiền nong cũng riêng của tôi. Cho nên rằng là cái đó nó là cái phần ích kỷ. Thậm xưng mà nói thì là cũng không có gì là tội lỗi lắm, nhưng mà cũng vẫn cảm thấy áy náy khi mà anh em họ phải toàn tâm toàn huyết toàn sức dành cho cuộc chiến đấu. Còn văn chương thì nó là một cái thú vui thôi, và tôi hưởng lấy nó một mình. Khoảng 3 năm thì tôi cho ra một cuốn sách. Năm 2008 thì ra cuốn Eugenics. 2011 thì ra cuốn Sanctuary di cơ. 2013 thì ra cuốn Colline d'Eucalyptus, tức là đồi bạch đàn. Còn năm nay thì sách đang dịch, mà nào tôi không biết là bao giờ kết thúc, nhưng mà theo đúng kế hoạch thì janvier sang năm 2016 nó sẽ ra một cuốn gọi là Vallée Bleue, tức là thung lũng màu da trời. Cuốn ra năm 2011, tức là Sanctuary di cơ, tức là hậu cung của con tim. Thế còn cuốn 2013 là Đồi Bạch Đàn đó, thì đó là một cái diptych đối với cuốn Sanctuary di cơ. Tôi viết về cùng một nhân vật, nhưng mà hai cái hypothesis khác nhau, hai cái giả thuyết khác nhau về có thể xảy ra cho cùng một kẻ mất tích. Những nhân vật trong bốn cuốn sách mà bà cho xuất bản tại nước Pháp và cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác đó, thì ngoài cái cuốn mà nghe tựa đề người ta có thể hiểu ngay được có liên quan đến tình hình Việt Nam đó là cái cuốn Đỉnh Cao Chói Lọi nói về cuộc đời ông Hồ Chí Minh. Còn ba cuốn sau thì có dính líu gì tới hay là có hình bóng của Việt Nam trong đó không? Hai cuốn Hậu Cung của Con Tim và Đồi Bạch Đàn là diptych, có nghĩa rằng là hai tập của cùng một nhân vật. Tôi viết trên cái đứa trẻ nó trốn nhà đi. Thì cái tập thứ nhất ấy là vì lý do một cái những cái bi kịch xảy trong gia đình, khi mà một người cha vô đạo đức
mà đã yêu cái đứa con ở gọi là yêu tình nhân của con. Còn tập thứ hai ấy, là cái lý do mà cái đứa bé nó trốn đi là vì nó là một kẻ đồng tính luyến ái. Hai tập đó về nhân vật đó là toàn hoàn toàn bối cảnh xảy ra từ miền Bắc đến miền Nam Việt Nam. Thế còn cuốn cuối cùng mà hiện giờ chúng tôi đương dịch là Vallée Bleue, tức là thung lũng màu xanh da trời, thì tôi viết về đất Pháp, vùng Provence, là cái nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm năm 1994 khi tôi sang đây thì làm cuộc du lịch đầu tiên. Cái phản ứng của độc giả Pháp và độc giả những nước khác như nước Đức chẳng hạn hay là Phần Lan chẳng hạn đối với những tác phẩm của bà là sao? Cái đó thì phải hỏi nhà xuất bản chứ không thể hỏi tôi được, vì cái đó là cái câu trả lời rất là khó khăn để cho một tác giả, bởi vì tôi không thể nói được một cách chủ quan. Mà tôi cho cái nhà văn nào mà có một thái độ can đảm để mà tự phân tích và khen ngợi hoặc là chỉ trích tác phẩm của mình thì cái đó phải có là những người khác, tôi không đủ can đảm để làm cái điều ấy. Mà thưa bà, tại đất Paris này đời sống kinh tế thì rất là đắt đỏ, nhưng mà cái việc mà bà được sống trong một cái nơi chốn rất là tương đối là khang trang như vậy chứng tỏ là số sách mà độc giả mua để bà có thể có được tác quyền sống hẳn rằng độc giả cũng phải đông chứ. Tôi xin nói là tôi không biết, tôi chỉ biết rằng là tôi có thể sống được đến ngày hôm nay với mức sống bình thường. Như vậy là tôi nói là cảm ơn trời Phật. Thưa với bà, lúc nào bà cũng nói bà là một người đấu tranh và thậm chí bà còn cho thấy rằng cái việc viết sách đó là một cái thú vui của riêng bà thôi, chứ còn những người đồng chí với bà, đeo đuổi mục tiêu chung với bà đó cũng không được hưởng gì trong cái công việc này cả. Bà có thể nói rõ hơn nếu được về cái mục tiêu mà bà và những đồng chí của bà muốn muốn đạt tới là cái gì? Các đồng chí của tôi và tôi thì cũng như các ông là những người muốn đất nước thay đổi, có dân chủ. Nhưng mà chúng tôi đi con đường của chúng tôi. Bởi vì mỗi người có một cách tính toán khác nhau. Và con đường của chúng tôi thì tôi cũng không có cái lý do gì để trình bày một cách cặn kẽ ở đây. Bởi vì tôi đã nói với ông rằng đây chúng tôi làm một cuộc chiến tranh trong bóng tối. Một cuộc vận động ở trong bóng tối. Và mục tiêu của chúng tôi không có gì hơn là để cho đất nước nó được thay đổi. 40 năm trước, trong một lần trả lời báo chí và thậm chí bà viết trong sách của bà có nói rằng vào ngày 30 tháng 4 đó, rất nhiều người trong cái binh đồi của bà từ miền Bắc vào Nam thì sững sờ, thậm chí trầm trộ trước cái nét giàu có của miền Nam, cái sự thoải mái của miền Nam. Nhưng mà riêng cá nhân bà thì bà ngồi bên lề đường bà khóc. Thì bà nói rằng bà thấy cái cuộc chiến tranh đó là một chế độ man rợ đã thắng một nền văn minh. Bây giờ là 40 năm kể từ lúc đó, bà có thấy đất nước mình có điều gì khá hơn hoặc thay đổi không? Câu hỏi đó nó cũng khó cho tôi, bởi vì cái đó nó đặt ra một thế phân ly giữa tôi với một số đông những người khác. Với một số đông những người khác thì bây giờ họ cảm thấy rất hài lòng bởi vì cuộc sống vật chất khá hơn. Đặc biệt là bây giờ đất nước đã hình thành một lớp thương gia, một cái lớp người mà ăn nên làm ra, chưa kể đến cái tầng lớp người ta gọi là tư sản đỏ. Còn bản thân những người dân dù bóc lột cùng khổ nhưng mà so với những cái ngày sống dưới chế độ man rợ xã hội chủ nghĩa, những cái ngày mà là con người bị phân phối từng bỏ từng từng từng, từng mớ rau, từng bát gạo, từng từng mẩu sắn thối thì nó là một sự thay đổi và họ hài lòng. Cho nên là tôi thì tôi không tin rằng ở nước Việt Nam đấu tranh dân chủ theo con đường nhung lụa có thể đi được, bởi vì dân chúng quá khổ rồi quá đói khát, cho đến bây giờ họ rất là hài lòng với cái mức sống mặc dù đầu cổ họ bị đè đầu cưỡi cổ. Cái đó phải nhìn vào thực tế, tức là người ta nói chính phủ nào thì là dân ấy hoặc dân nào chính phủ ấy, cái chính phủ lươn lẹo khốn nạn thối tha như vậy mà nó có đứng được mãi. Phải có cái lý do chứ.
Nếu mà tất cả những người dân đều ý thức về quyền của mình, nếu mà tất cả những người dân đều khao khát sống như những con người thật sự, ngẩng đầu ngẩng cổ, thì làm sao một cái chính phủ đê tiện, khốn nạn, hèn hạ, toàn những bọn đầu đường xó chợ mà nó cứ tồn tại mãi được? Với những người mà hiện nay đang phải đối diện với một cái chế độ cường quyền như vậy, làm cách nào để mà họ thể thoát được mà không phải trả những cái giá thậm chí tới tính mạng của họ? Cái điều đấy nó cũng là một nghịch lý. Trong cuộc chiến tranh, những người Việt thường là những người lính rất dũng cảm. Với điều kiện là trong hoàn cảnh lịch sử thuận lợi và có những người lãnh đạo xứng đáng và dũng cảm. Cái đó chúng ta đã làm nên những cuộc chiến thắng mà không ai có thể chối cãi. Tổ tiên chúng ta đã chiến thắng quân Nguyên 3 lần, đúng không ạ? Trong khi đó thì quân Nguyên nó chiếm Trung Quốc, đúng không? Thế rồi tổ tiên chúng ta là Quang Trung Nguyễn Huệ chẳng hạn, đánh một lúc tan 20 vạn quân 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 Xiêm rồi đến quân Thanh. Mà trong khi đó lúc đó là nhà Thanh, tức là người Mãn Châu nó chiếm, và người Hán buộc phải làm quan thuê cho người Mãn Châu. Thì đó là cái sự trớ trêu của lịch sử. Mà tính về lâu dài thì chính chúng ta lại bị người Hán thống trị 1.000 năm trước. Tất cả những cái thứ cất cớ của lịch sử như vậy thì chúng ta phải thấy rằng dân tộc chúng ta không phải là toàn bộ lúc nào cũng hèn cũng ngu, cũng có những lúc nó quật khởi, nhưng phải có những điều kiện lịch sử và phải có những con người đủ tài cán để chèo lái nó. Thành ra bây giờ ông có phê phán tôi là nói dân hèn dân ngu là quá đáng không thì xin lỗi là ông cứ việc phê phán, nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là một cái nhân dân mà để cho một cái chính phủ nó lũng đoạn đến như vậy, một cái nhân dân mà làm biểu tình chống Trung Quốc mà bị bắt, bị đàn áp mà vẫn câm mồm như vậy là ngu, là hèn chứ còn gì nữa. Bà cũng đã từng đối đầu với các biện pháp đàn áp khắc nghiệt của cái chế độ đó. Đương nhiên là tôi đã đối đầu, mà không những đối đầu mà sau đó nhiều năm tôi còn bị chúng nó tra tấn một cách về mặt tinh thần ấy. Tức là ông biết là tôi là người sống một mình rất nhiều năm. Và bọn công an, chủ chốt là bọn 25, thì không lúc nào là chúng nó không bới ra những cái chuyện bậy bạ xung quanh tôi cả. Không lúc nào là chúng nó không ngừng vu khống, mà đặc biệt là vu khống về phần đũng quần người đàn bà. Cái này thì tôi không phải kể. Đến mức độ mà con trai tôi, khi mà nó nhặt là những cái thư của bọn A25 viết mà ném vào phòng của tôi, thì nó đã phải rú lên, nó bảo là một cái dân tộc mà nó có thể đẻ ra những thằng nó viết những cái dòng khốn nạn thế này, thì cái dân tộc ấy làm sao mẹ phải hy sinh cuộc đời mẹ để đấu tranh cho nó. Không, nhưng mà tất nhiên là tôi thì tôi vẫn phải làm việc của tôi. Thưa nhà văn Dương Thu Hương, cách đây đã lâu, trong một bài viết bà có nói rằng là ngày 30 tháng 4 năm 1975, vào đến Sài Gòn, bà đã ngồi trên vỉa hè và khóc. Nhân đây bà có thể giải thích về những giọt nước mắt ngày 30 tháng 4, 40 năm về trước không ạ? 30 năm tôi khóc vì sao? Bởi vì thật sự mà nói thì tôi hiểu rằng là cái đội quân chiến thắng ở miền Bắc ấy phụ thuộc vào chế độ man dợ. Rất nhiều dân tộc văn minh là bị tiêu diệt bởi những dân tộc man dợ hơn, bởi vì họ hung hăng hơn. Thì họ có thể văn minh hơn về văn hóa, nhưng mà họ kém hơn về phương diện tổ chức quân sự. Sau này tôi mới hiểu rằng là tôi cũng ngây thơ, tôi khóc thế thôi. Trong lịch sử đã diễn ra rất nhiều lần. Trong cuộc chiến tranh 30 tháng 4, ấy, tôi còn khóc vì một lý do khác, là vì chúng tôi bị lừa. Chúng tôi đi không nghĩ ngày về. Nhưng mà chúng tôi tưởng đấy là chiến thắng quân ngoại xâm, nhưng thực sự hoàn toàn là không phải. Và tất cả tuổi trẻ của chúng tôi đã bị tiêu hủy đi một thứ hoang sự. Và vì vậy mà tôi khóc. Trong những cái giọt nước mắt của tôi có cái phần chung cho dân tộc và có phần riêng của chúng tôi, của những người bạn tôi đã chết và của bản thân tôi đã hy sinh tự sơn một cách vui. Thưa bà, cuộc chiến dài 21 năm mà miền Bắc gọi là chống Mỹ cứu nước đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Bà có nhận xét gì về cái ngày mà Việt Nam ngưng tiếng súng, ngày mà Đại tướng Văn Tiến Dũng gọi là thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20, thưa bà? Đối với tôi
tôi ngày 30 tháng 4 ấy, thì nó có hai phía. Phía những người Việt ở miền Nam thì gọi là ngày Quốc Hận. Phía những người Việt ở miền Bắc thì gọi là ngày giải phóng của dân tộc. Thì tất cả hai cái đó tôi cho là cần phải xét lại ngôn từ. Bởi vì ngôn từ nó cũng bấp bênh và nó cũng chao đảo với thời gian. Đi theo cách nhìn của con người để mà thay đổi. Về phía những người miền Bắc, tưởng rằng đó là một dịp sung sướng, là một dịp chiến công lừng lẫy, sự thắng lợi, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Thì bây giờ nhìn lại tôi thấy nó chỉ là một cái ánh đèn lóe lên trên một cái chặng đường. Mà cái chặng đường ấy phía sau khi cái ánh đèn ấy lóe lên ấy, thì nó đã dần dần nó trôi vào bóng tối. Thắng lợi ngày 30 tháng 4 là một thứ người ta gọi là illusion, tức là một ảo ảnh. Bởi vì sau cái ảo ảnh ấy thì có rất nhiều vấn đề khác, những cái thực tại chồm đến và người Cộng sản bị ngập lụt trong tất cả những cái đó. Sự thất bại của họ một cách liên tục ở trên tất cả các chính trường, trên ngoại giao cũng như là đối nội. Bà có thể giải thích tại sao từ một chiến thắng mà người Cộng sản gọi là cuộc kháng chiến thần thánh, họ lại trở nên thất bại sau này, như là bà vừa nhận định? Cái sự chiến thắng ấy đem cho họ một cái lòng kiêu hãnh quá độ, cho nên cái chiến thắng ấy nó sẽ là mở màn cho tất cả những chiến bại sau này. Và bây giờ ấy, mặc dù họ còn giữ được chính quyền, nhưng một cái thất bại rõ ràng mà không ai có thể đối cãi được là họ đã trở thành một bộ phận nô lệ chủ đình Cộng sản phương Bắc. Và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm thì đều đoán được một cách chính xác. Chiến thắng 30 tháng 4 khiến cho những người Cộng sản có món mồi bở béo. Giống như ông Nguyễn Văn Chấn nói đã trong cuốn Viết cho mẹ và Quốc hội, thì tôi cho ông Nguyễn Văn Chấn là con người rất chính trực. Ông nói là nhà của Ngụy ta lấy, vợ của Ngụy ta ngủ, vân vân. Và tức là một sự chiếm đoạt về mặt tài sản đối với tất cả những người mà đã chiến bại. Họ đã thực hiện phương sách của Mao Trạch Đông, tức là tọa sơn quan hổ đấu, để cho người Việt đánh nhau với người Mỹ, một cuộc chiến tranh sức tàn lực Việt để mà dễ biến thành một xứ thuộc địa giống như 1.000 năm Bắc thuộc lần thứ hai. Dạ vâng, thế còn tại sao bà cho là phải xét lại chữ quốc hận của những người miền Nam, những người đã thua trong cuộc chiến này, thưa bà? Về mặt những người miền Nam mà cho là quốc hận, thì tôi nghĩ là họ cũng phải nhìn lại. Tại sao lại là quốc hận? Trước khi mà hận những người khác, họ phải hận chính họ. Tại sao cùng một thời điểm, người Mỹ đã tạo ra những điều kiện để thực hiện chính sách dân chủ của hai nơi, miền Nam Việt Nam và miền Nam Hàn Quốc. Tại sao Hàn Quốc chiến thắng mà Việt Nam chiến bại? Tại sao cùng một cơ hội lịch sử như thế, người Nam Triều Tiên họ đã chớp lấy cơ hội để họ biến đất nước của họ trở thành một xứ sở văn minh, phồn thịnh, còn miền Nam thì không? Cái đó phải xét lại. Thưa bà, từ khi sang Pháp năm 2006 cho đến nay, có vẻ như là bà ít tiếp xúc với cộng đồng người Việt hải ngoại, phe chống cộng cũng như phe thân cộng. Chắc là phải có lý do nào đó, có phải không ạ? Nhìn lại những cái phong trào chống cộng của người Việt ngoại quốc, ta thấy cái gì? Trừ những cái vụ treo đầu dê bán thịt chó của Hoàng Cơ Minh ra, rất nhiều chính sách khác chỉ chờ cơ hội về Việt Nam thương thuyết được Cộng sản để chia ghế. Cái nhạc chống cộng ở đây tôi biết thì hoàn toàn là một cái thứ trò du hí để thỏa mãn cái lòng tự tôn của họ. Bởi vì sống ở nước ngoài họ không có một gương mặt hãnh diện, họ không có một cái vị trí xứng đáng, cho nên rằng họ nêu chiêu bài chống cộng, nhưng lúc nào cũng ngóng chờ bọn Cộng sản chia tay ra để trở về chia ghế. Và có những ông người Cộng sản nó chưa cần mời thì đã vội vàng đến sứ quán làm lành trước. Vì sao? Vì họ thấy đấu tranh mệt mỏi quá, hàng Cộng sản đi, kiếm được một chút vui thú trong cuối đời. Cho nên bây giờ muốn chiến thắng Cộng sản thì trước tiên phải chiến thắng chính bản thân mình. Bây giờ rất nhiều người Việt kiều ở một nước ngoài chửi Cộng sản, nhưng mà về trong nước thì lại vui thú, bởi vì Cộng sản cho làm ăn, cho kiếm tiền, cho chơi gái rẻ. Cho nên cái tinh thần chống cộng của rất nhiều người đối với tôi nó cũng như cái đuôi con chó, vẫy lên là vẫy xuống theo cái lợi ích của họ. Thưa bà, từ sự phân tích những tiêu cực của phe Cộng sản, bà có kết luận gì về cuộc đấu tranh trên cái chiến trường mới này ạ? Tóm lại thì bây giờ nhìn cả hai bên, tôi thấy rằng là cần phải chống cộng, nhưng mà muốn chống cộng thì trước hết phải soi lại bản thân mình. Thế còn người Cộng sản để nhìn lại ngày 30 tháng 4 như một điều hãnh diện thì tôi cho đó là sự ngu ngốc. Bởi vì bây giờ cái đứa ngu nhất cũng hiểu rằng họ đương bán nước và sẽ còn bán nước một cách trầm trọng hơn. Và nếu không có một cái sự kiện nào có thể thay đổi được vận mệnh quốc gia
thì chắc chắn 1.000 năm Bắc thuộc lần thứ hai sẽ diễn ra không phải những cái đoàn quân phương Bắc kéo sang nữa, mà là sự khống chế toàn bộ về mặt chính trị và kinh tế, bắt đầu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, và sau đó là hai nhà nước cùng một hệ thống mà tôi cho gọi là một thứ phong kiến trá hình. Vâng, xin cảm ơn nhà văn Dương Thu Hương đã dành thời giờ cho Đài Á Châu Tự Do. Jen xin gửi lời chào yêu thương đến tất cả ông bà, cô chú bác, các anh chị và các em ở bên trang YouTube và bên Facebook. Như Jen đã hứa cùng cô bác, các anh chị, các em, ngày hôm nay mình cùng tưởng niệm ngày tháng Tư Đen như là cái ngày quốc hận. Và tại vì cái ngày tháng Tư Đen năm nay nó nằm ngay cuối tuần và Jen không có gặp được ông bà, cô bác, các anh chị, các em, cho nên suốt cái tuần này Jen đã cố gắng lên lập cả nhà của mình để chia sẻ rất là nhiều những tội ác của bọn diệt cộng và những nỗi thống khổ của đồng bào của mình từ khi mà có chế độ cộng sản nó du nhập vào quê hương Việt Nam. Thì cô chú bác biết không, Jen đã để cái chữ quốc hận ở trên cái màn hình của Jen khoảng 2 tuần nay, và cũng là cái chữ này nó cũng có nhiều người đã không đồng ý với cái chữ quốc hận này, cũng dễ hiểu thôi. Và trong đó có một cái nhân vật mà mới đây cô chú bác ai cũng biết hết, đó là bà Dương Thu Hương. Bởi vì lúc mà Jen biết đến bà này đó, thì bà ta đã có những cái lời nói cũng như là viết sách này với sách nọ để mà phản bác lại cái chủ nghĩa Mác Lê, cũng như là cái câu nói mà người ta truyền cho nhau. Bà ta hay nói là khi tôi vào Sài Gòn thì tôi đã phát hiện ra là tôi đã bị lừa. Thì cô chú bác biết không, nói về cái chữ quốc hận này đó, thì các anh chị nào hay cô chú bác nào ở miền Nam á, thì nhiều khi có nhiều người muốn rạch ròi lắm. Cái này không phải là quốc hận mà phải là nam hận thôi. Nhưng mà tại sao một cái thế hệ sanh sao đẻ muộn như Jen đây? Jen từng nói và nhắc lại rất nhiều lần, Jen không sống trong thời chiến. Và cũng đã từng ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa 20 năm. Nhưng cũng nhờ Jen được may mắn đi qua được một đất nước tự do, Jen được đọc những cái trang sử mà không bị sửa đổi, tức là những trang sử chân thật. Rồi từ đó Jen mới nhìn lại quê hương của mình. Jen so sánh giữa quá khứ và thực tế để Jen có thể cho mình một cái nhận định về một chế độ đang cai trị quê hương của mình. Bởi vì khi mà hôm qua Jen có nói với cô chú bác đó, bất cứ một người nào bình thường, là một người con dân Việt Nam bình thường, khi thấy cái bất công, cái thối nát, thấy đồng bào đau khổ cũng đều có cái tình thương cả. Chứ không cần phải là mình phải là một cái người mà yêu nước nồng nàn hay cái gì hết. Mình không cần những cái danh đó, mình chỉ là một cái người con dân Việt Nam bình thường thôi. Thì mình cũng thấy trong lòng của mình nó phải có cái gì đó, nó phải biết đau, biết xốn sang cho những cái nỗi khổ bất hạnh đó. Và tại sao khi Jen đi những cái nước tư bản trên thế giới, Jen đã phát hiện ra được là chế độ nào thì tạo ra dân như vậy. Và không sai, khi Jen qua được những cái đất nước như là cô chú bác thấy, Úc rồi Nhật đồ này nọ, Jen nhìn những con người, tại sao người ta văn minh như vậy? Tại sao người ta bác ái như vậy? Cái nền kinh tế của người ta phát triển như vậy, dân trí người ta cao. Và đời sống con người, tức là từ cái GDP, những cái thu nhập về mức sống, về cái phẩm chất sống của con người, sao nó cao quá? Lúc đó mình mới so sánh và nhìn lại quê hương của mình. Và từ đó Jen mới càng tìm tòi học hỏi hơn nữa. Để thấy rằng hóa ra là tại chế độ này. Nguyên nhân là tại chế độ này. Mà cái tội ác của nó đó là không phải nó bất tài vô dụng, nó không có đủ một cái bản lãnh nào để mà có thể nói lãnh đạo quốc gia. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện quan trọng là nó đã lừa bịp đồng bào chúng ta. Nó là cái nguyên nhân chính bọn diệt cộng, tức là bọn Hán thất Ba Đình Hà Nội hay là bọn Cộng sản Bắc Việt này, chính nó đã rước chủ nghĩa ngoại bang và quái thai vào quê hương chúng ta. Để từ đó mới bắt đầu những cái mầm mống của tội ác nó mới xanh sôi nảy nở trên một cái mảnh đất hình chữ S xinh đẹp đó. Thì tới giờ này thì cô chú bác biết không, dù cho Jen gặp
tất cả ông bà cô chú bác thì khoảng gần 3 năm thôi, tính tới cái mùa hè năm nay. Nhưng mà Jane cũng đã học được rất nhiều. Và qua những cái sự góp ý hay là chỉ dạy của những bậc trưởng thượng hay cô chú bác anh chị em, từ một em rất nhỏ ở trong nước Việt Nam, gửi gắm những cái lời rất là chân thành. Và giờ này Jane có thể khẳng định được là ít nhiều gì Jane cũng đã có một cái sự nhận định đúng về một chế độ mọi trợ đang cai trị quê hương Việt Nam. Chứ không phải ngồi đây để mà nó gọi là nó du khống hay cái gì đó. Là cái chuyện đó hoàn toàn không có. Bởi vì ai cũng có một cái nhận thức, tri thức để mà mình có một mắt nhìn của mình. Và cô chú bác biết không, khi nói về cái bà Dương Thu Hương đó thì Jane chỉ biết qua những cái lời nói của bà ta khi bà ta chống lại chủ nghĩa cộng sản, tức là bà ta không có đồng tình đó. Nhưng mà có một điều Jane phải khẳng định với cô chú bác là mới đây thì bà ta đã đạt một cái giải gì đó, Jane cũng chẳng quan tâm. Mà nghe nói là chỉ đứng sau cái giải Nobel thôi, Jane cũng chẳng quan tâm luôn, Jane cũng không quan tâm tới luôn. Jane không cần biết là ai sẽ có một cái bằng khen hay là lãnh một cái giải thưởng gì, tất cả đó là của thế gian này, nó không quan trọng. Cái quan trọng là những con người mà có tiếng nói hay là có một cái sự mà đánh đồng về số đông đó, tức là được một số đông biết đến đó, thì cái điều cơ bản nhất của họ là họ phải nói cho thật đúng. Đó là cái lương tâm và trách nhiệm của họ. Cho nên lấy ví dụ để cô chú bác dễ hiểu là bất kỳ một cái người nào mà đứng lên nói đấu tranh hay là chống cộng cho quê hương Việt Nam, mở một cái trang YouTube nào đó mà nếu được một cái số lượng khán giả đông để ghi danh vào, thì rõ ràng người ta đã gửi gắm một cái từ tình, một cái sự tin tưởng cho cái người đấu tranh đó, phải không? Cho nên khi mà càng có nhiều người ủng hộ mình, tức là ủng hộ tiếng nói của mình, thì mình phải càng có lương tâm và trách nhiệm cho điều đó. Chứ không phải là chỉ đơn giản là mở một trang YouTube có nhiều người ủng hộ để rồi kiếm tiền YouTube sống qua ngày. Đó là cái kiểu bất nhân, bất lương. Trên không đồng ý. Và quay lại với bà Dương Thu Hương cũng vậy. Dù cho bây giờ bà là một nhà văn nổi tiếng, bà đạt giải gì đi nữa, nó cũng không quan trọng. Bởi vì bà phải hiểu rằng một khi tiếng nói của mình mà được nhiều người biết đến, thì như Trên vừa nói, bạn phải có lương tâm. Bạn phải thật sự làm chuyện đúng đắn với cái lương tâm của chính mình. Bởi vì quá nhiều người nghe mình thì mình càng phải nói đúng, chứ không được nói bậy. Cái vấn đề ở đây là tại sao cho anh đem bà Dương Thu Hương ra, mặc dù bà ta bây giờ rất nổi tiếng. Cô chú bác biết không, nói về cái chữ quốc hận thôi, có một cái người tác giả đã gửi một bài viết, nhưng mà cho anh xin giấu tên. Cô chú bác có thể tìm trên những trang Facebook của các anh chị đấu tranh có. Đây là bài viết của tôi, một người làm văn hóa của miền Nam, đối thoại với một nhà văn của miền Bắc về cái nhìn thiên lệch của bà Dương Thu Hương về hai chữ quốc hận nhân cái ngày 30 tháng 4 sắp tới đây. Bà nhà văn Dương Thu Hương sinh quán tại Bắc Việt, sống ở miền Bắc, gia nhập vào quân đội, viết văn từ 1985. Bà là một trong số những người lớn lên và sống trong chế độ cộng sản. Sau này thất vọng về tình trạng trong nước, sau khi chiến tranh chấm dứt, bà tạo được một tiếng tăm lớn ở cả trong và ngoài nước. Về văn chương của bà viết rất nhiều sách, nhiều thể loại. Sách của bà được dịch sang nhiều thứ tiếng và đoạt nhiều giải thưởng về văn bút quốc tế. Sau cái ngày mà cướp miền Nam Việt Nam, cũng giống một số tri thức ở trong nước, bà nhận ra bộ mặt thật của cộng sản và cay đắng vì đã bị lừa. Bà trở thành một trong những người chống đối chế độ này, bị ngược đãi, bị giam cầm cấm đoán và sau cùng được phép đi sang Pháp sống từ năm 2006. Bà là một trong những người có tiếng tăm hay là bị bọn tà quyền cộng sản cho đi sống ở nước ngoài, có những bài viết, những bài phát biểu về Việt Nam. Đây là lời giới thiệu sơ về bà này thôi, và chắc là cô chú bác ai cũng biết rồi. Tôi, tính là cái người tác giả đang viết, tôi từ bỏ quê hương, trốn chạy cộng sản, sống lưu vong ở Mỹ năm 1975 tới giờ. Tôi có đọc hai cuốn sách và một số bài viết ngắn phổ biến trên mạng của bà Dương Thu Hương trong mấy năm gần đây. Cũng là ai cũng có thể nói rằng phục cái tài văn phong cũng như lập luận sắc bén của bà, nhất là những gì bà nói và viết về đảng Cộng sản Việt Cộng. Và trong một bài viết về ngày 30 tháng 4 1975 năm ngoái, tên là 39 năm nhìn lại cuộc đời, trên một cái website của tôi có một đoạn như sau. Nhà văn Dương Thu Hương đã đề cập đến hiện tượng hối tiếc phát nguồn từ dân miền Bắc
vì đã nghe lời đường mật của Cộng sản trong cái bài nhận định tuyệt vời gọi là giải ảo. Đây là đoạn trích: sau ngày 30 tháng 4 1975, tôi thuộc số những người dở mộng sớm nhất, nhưng chỉ vài năm sau con số những kẻ dở mộng tăng lên một cách không ngừng. Đầu những năm 80, sự đói khổ về vật chất là con quỷ hiện hình cả ngày lẫn đêm trên toàn cõi. Đói khổ là món quà chia đều cho toàn dân, trừ một số người nắm quyền. Sự giàu có và xa hoa của một thiểu số cộng sản giống như một cái vòi nước lạnh đã hắt vào mặt dân chúng. Hiển nhiên là trong dân chúng có vô số kể từ những kẻ từ chiến trường cởi áo lính trở về. Ngưng trích. Phải nói là khi đọc những lời này tôi rất xúc động và thầm cảm ơn và cảm phục bà đã nói ra được những gì cần phải được nói ra, và sự chân thành của bà bộc lộ trong lời nói đó. Tới năm 2015, tôi đang dự định viết lại một cái bài viết của tôi, đổi tên là 40 năm nhìn lại cuộc đời, thì tình cờ tôi đọc trên mạng một cuộc nói chuyện của bà với một ký giả của đài phát thanh của cái đài Á Châu Tự Do. Trả lời câu hỏi về biến cố 30 tháng 4 sau 40 năm, bà Dương Thu Hương nói về chữ quốc hận mà chúng ta dùng để chỉ cái ngày này. Vì sao cho nhắc tới cái vấn đề này? Cái vấn đề này để một lần nữa Chanh khẳng định với cô chú bác vì sao mà chúng ta dùng cái chữ quốc hận. Để cho từ rày về sau, những kẻ lấp liếm hay những kẻ muốn bẻ cong sự thật hay gì đó, nó không có một cái lời nào để có thể phản biện nữa. Chanh sẽ phản biện những gì bà Dương Thu Hương này nói, để cho một lần nữa cô chú bác thấy rằng tất cả những người nào đã sống dưới Cộng sản cho tới cuối đời, họ cũng vẫn mang một cái gì đó trong máu của họ, và họ chưa bao giờ họ thấu hiểu được cái nỗi thống khổ của người dân miền Nam. Điều đó là sự thật. Chút xíu Chanh sẽ nói về bà Dương Thu Hương, và chính Chanh sẽ phản biện bà này với tư cách là một đứa con cháu sanh sau đẻ muộn. Và ai cũng có quyền để phản biện lại tất cả những gì mà chúng ta thấy nó đã đi lạc đường. Và những người này dù có tiếng nói cỡ nào, dù giỏi cỡ nào, dù đạt giải gì, đối với Chanh đều không quan trọng. Cái quan trọng là phải gì? Những gì mà Chanh nói hồi nãy, càng nổi tiếng, càng có tiếng nói với cộng đồng thì càng phải có lương tâm và phải nói cho đúng. Còn nếu không thì sẽ phải xấu hổ. Chỉ vậy thôi. Đây là đoạn trích mà tác giả trích ra. Bà Dương Thu Hương nói, về mặt những người miền Nam gọi là quốc hận thì họ phải nhìn lại đi. Tại sao vậy? Tại sao gọi là quốc hận? Trước khi hận người khác thì họ phải hận chính họ trước đã. Tại sao cùng một thời điểm người Mỹ tạo ra những điều kiện để tạo ra chính sách dân chủ của hai nơi? Đó là đâu? Đó là miền Nam Việt Nam và ở bên Nam Hàn. Tại sao Nam Hàn người ta chiến thắng mà miền Nam Việt Nam lại chiến bại? Tại sao cùng một cơ hội lịch sử như vậy, người ở Nam Triều Tiên họ đã chớp lấy cơ hội để biến đất nước của họ thành một xứ sở văn minh phồn thịnh, còn miền Nam Việt Nam thì lại không? Hãy xét lại đi. Ngưng trích. Thì đến đây người tác giả này cũng đã không thể nào im lặng được nữa, cho nên mới nói là tôi phải có bổn phận để nói về vấn đề này với bà. Và người tác giả này nói, thưa bà, có lẽ trong cuộc đời của bà chưa bao giờ phải xót xa cho quê hương. Từ lúc bà sinh ra ở miền Bắc, quê hương của bà lần lượt gọi là thắng Tây, thắng Mỹ, chiếm được miền Nam thì có gì mà bà phải xót xa cho quê hương này. Và có lẽ bà không biết là chữ quốc hận đã được dùng lâu rồi. Đó là chữ miền Nam Việt Nam dùng cho ngày thời lúc mà 20 tháng 7 1954, tức là lúc đó là chia đôi đất nước đó cô bác anh chị em. Tôi không biết những người sống ở miền Bắc gọi cái ngày đó là ngày gì, gọi là ngày chiếm được miền Bắc hay là sao, nhưng những người sống ở miền Nam như tôi gọi đó là ngày quốc hận. Vì chúng tôi đau lòng, chúng ta xót xa khi thấy đất nước bị các những cái đất nước mà gọi là ngoại bang đã ngồi họp lại với nhau, và dưới cái gì, dưới cái bàn họp của lũ Hán Thất Ba Đình Hà Nội để chia đôi đất nước này. Vì đau lòng thấy đất nước chia đôi nên chúng tôi đặt tên cái đại lộ rộng nhất miền Nam là Đại lộ Thống Nhất. Nhưng chính quyền miền Nam chúng tôi cố gắng củng cố cho dân tình miền Nam được ổn định từ thành thị đến nông thôn, lo nơi ăn chốn ở cho gần hơn 1 triệu người di cư từ miền Bắc vào miền Nam lánh nạn cộng sản, lo cho học sinh sinh viên có một nền giáo dục học đường miễn phí. Tôi là một trong những người được hưởng ân huệ này. Miền Nam đặt tên con đường lớn nhất Sài Gòn là con đường Thống Nhất. Nhưng những người cùng tuổi với bà ở miền Bắc và các thế hệ sau này chắc chắn chưa hề thấy miền Nam chúng tôi đã thực hiện một những kế hoạch nào để thống nhất quê hương về tất cả mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và nhất là quân sự.
sau này có những cái toán biệt kích nhảy dù ra bắt, những cái hải dụ hay phi vụ để mà nhằm phục kích phá hoại khi miền Bắc đem quân tấn công xâm lược miền Nam. Chúng tôi gọi đó là tình cảm, gọi đó là cái quốc hận. Vì quê hương bị cưỡng chiếm, quốc hận là vì phải bỏ quê hương xứ sở mà đi. Quốc hận là vì xót xa cho dân tình trong nước khốn nạn quá, đồng bào của mình khốn khổ quá. Quốc hận vì thấy quốc gia của mình điêu linh, điêu tàn. Quốc hận vì bị đồng minh đã phản bội. Rồi bây giờ sao? Bà chỉ biết chửi cộng sản và chế độ đã lừa bà, chứ bà không hề biết đến cái tình quê hương đó để có thể đưa đến một sự hiểu biết của bà về hai chữ quốc hận. Chen chỉ trích một đoạn thôi. Chen đã thấy các anh chị share bài viết này rồi. Có dịp Chen cũng muốn share lên cái trang Hoa Miền Nam Tự Do. Bây giờ là tới phần Chen muốn nói, bởi vì hôm nay Chen không có nhiều thời gian. Chen chỉ muốn một lần nữa tại sao chúng ta phải dùng chữ quốc hận. Cô bác anh chị em, theo như cái lời nói của bà Dương Thu Hương á, thì bà nói cái giọng mỉa mai trong này. Tại sao người miền Nam gọi là quốc hận? Nhìn lại đi, tại sao vậy? Gọi là quốc hận, trước khi hận người khác thì phải hận chính họ trước đã. Rồi bà ta nói một cái câu là vì sao Mỹ đã tạo ra những điều kiện để tạo ra những chính sách dân chủ cho hai nơi, tức là miền Nam Việt Nam và Nam Hàn. Nhưng mà tại sao Nam Hàn lại thắng, còn miền Nam Việt Nam thì lại thua? Thì cô chú bác thấy không? Hồi trước giờ thì nhiều người đã ủng hộ bà ta, tôn trọng tôn trinh bà ta, bởi vì bà ta đã có những cái lời lẽ rất là, phải nói là cứng cỏi trong cái việc mà phản bác lại chế độ Mác Lê và nói về cái bọn tà quyền cộng sản. Điều đó đã lấy lòng rất nhiều người. Nhưng cuối cùng rồi sao? Bữa nay Chen sẽ phản biện về riêng cái bà này, và sau đó Chen sẽ cùng cô bác anh chị mình tưởng niệm cái ngày quốc hận. Chen phải nói rõ về ngày quốc hận trước, rồi sau đó chúng ta mới tưởng niệm ngày quốc hận thì mới có ý nghĩa. Bởi vì cho tới giờ này nhiều người đã to rập và đã không hiểu được tại sao phải dùng chữ quốc hận. Cũng như người tác giả này từng nhắc là trong cái đoạn viết của người tác giả này nói rằng cho tới giờ này bà cũng chỉ là nói những gì bà đã bị lừa thôi. Đúng vậy. Cô chú bác biết không? Khi nói về cái nguồn gốc của bà ta thì bà ta đã gia nhập vào quân đội Bắc Việt. Bà ta cũng là một trong những cái con người đã góp tay góp phần để vào cướp miền Nam Việt Nam. Thì sau khi nó đã cướp được rồi đó, tức là sau cướp được rồi, thì bà ta mới, chắc là có lẽ là bà ta là giới trí thức, cho nên bà ta không thể nào mà giả mù được. Thí dụ chúng ta thấy một cái số lượng con người bây giờ trên đất nước Việt Nam ưa giả mù, giả điếc, giả đuôi. Nhưng mà đối với những người mà trí thức ở ngoài miền Bắc đó, thì họ có một cái sĩ diện lớn lắm. Họ đã cho họ là có tri thức, họ là một nhà văn, thì họ không thể nào giả mù như vậy được. Cho nên họ phải thốt ra là ôi tôi đã bị lừa. Nhưng mà chuyện đã rồi thì mới thốt lên là chuyện đã bị lừa. Và đối với Chen này, Chen đặt cái cương vị là một cái người miền Bắc đã đi vào cái quân đội cộng sản Bắc Việt, vào để cướp miền Nam xong rồi, để mà thốt lên nói là tôi bị lừa rồi, thì chuyện đã xong rồi, nó đã cướp rồi. Và bao nhiêu triệu sinh mạng đồng bào đã chết dưới tay cộng sản rồi. Thì từ đó về sau, dù cho bà ta có nói tội ác của cộng sản hay cái gì nữa, thì nó cũng chỉ có là một sự nguôi ngoai cho một thành phần nào đó thôi, chứ nó không có giải quyết được cái gì cả. Bởi vì chính bà ta cũng đã nhúng cái tay nhuộm máu đỏ của đồng bào miền Nam. Bà ta đã gia nhập vào quân đội cộng sản Bắc Việt thì không có gì để chối cãi nữa. Ở đây Chanh muốn phản biện bà ta khi bà ta nói cái giọng mỉa mai này về cái chữ quốc hận này, và mỉa mai nói rằng vì sao Nam Hàn lại thắng mà tại sao miền Nam Việt Nam lại thua. Thì cô chú bác biết không, nếu Chanh hỏi thẳng nè, nếu mà bà ta là một người có tri thức, bà ta vừa đoạt giải gì đó Chanh không cần quan tâm, cho bà ta đạt cái giải gì mà dữ dội nhất của thế giới này luôn đi, Chanh cũng chẳng quan tâm luôn. Vì sao vậy? Bởi vì cho tới giờ này, dù các anh chị nào tôn trọng bà ta hay là những gì bà ta viết về cộng sản, đó là thực tế. Nhưng mà đối với Chen, khi bà ta đã nói được những lời này thì Chen cũng nhìn ra được cái tâm địa của bà ta. Một điều như vậy, bà ta chỉ là, bà ta ấm ức và quốc ức bởi vì bà ta đã bị lừa thôi, chứ không phải bà ta đi thương xót cho đồng bào miền Nam. Cô chú bác phải nhớ rõ điều đó, và cùng với Chen phải dạch rõ điều đó. Cho nên bà ta đã không công nhận cái chữ quốc hận. Bà ta nói rằng hận ai? Trước khi mà nói hận người ta thì phải hận chính mình trước. Đó không phải là lời nói của một người tri thức,
Bởi vì tôi nói thẳng vào bà, tôi là một cái đứa con cháu sanh sau đẻ muộn, và tôi phản biện bà về câu nói này. Vì sao? Nếu bà là người trí thức á, thì không những bà phải hiểu rằng vì sao đất nước bị chia đôi, bà phải biết rằng cái nguyên nhân là cái bọn cộng sản Bắc Việt này nó đã âm mưu với ngoại bang để chia đôi đất nước Việt Nam này. Và bà phải hiểu rằng trước khi mà chưa có một chế độ mọi rợ cộng sản du nhập vào quê hương Việt Nam thì toàn cõi Việt Nam là một khối thống nhất. Cho nên gọi chữ quốc hận là gọi chung cho cả nước Việt Nam từ khi có chế độ cộng sản mọi rợ này du nhập vào quê hương Việt Nam. Tôi nói cho bà hiểu như vậy. Bà không có lý gì bà không hiểu được. Cho nên bà đừng có nói cái giọng là muốn hận ai, muốn hận người ta phải hận mình trước. Tại sao bà nói được như vậy? Bà tri thức thì bà phải hiểu chính cái chế độ mọi rợ mà chính bà đã gia nhập vào quân đội đó, nó mới gây một cái sự tan thương và chia rẽ hận thù cho tới giờ này chưa bao giờ nguôi ngoai. Tức là một cái vết thương, người ta nói rằng cái vết thương chúng ta, thân thể chúng ta nó sẽ lành khi chúng ta có kháng thể, da đồ sẽ tái tạo lại, sẽ có một vết sẹo thôi. Nhưng mà cô chú bác thấy cái vết thương này nó không phải là một cái vết thương mà như ngoài da để chúng ta có thể nói rằng nó lành lặn lại được. Cái vết thương này là cái vết thương mà nó cứ mỗi năm lũ cộng sản mọi rợ này vẫn tiếp tục đai nghiến để cho máu tiếp tục chảy ra từ vết thương đó. Cho nên hoàn toàn là chúng ta có thể dùng cái chữ quốc hận. Đây đích thực là quốc hận. Chứ đừng có nói là hận ai. Bà nói như vậy mà bà dám cho bà là người trí thức hả? Đối với Chen thì dẹp hết qua cái vụ mà đạt giải này đạt giải kia. Chứ không có coi trọng điều đó đâu cô bác anh chị em. Chứ chỉ coi trọng những con người có lương tâm và đạo đức và phải chính trực và nói cho nó đúng. Bởi vì sao? Cho tới giờ này bà nói tội ác của cộng sản, chuyện đó ai cũng biết, không phải một mình bà biết. Không phải một mình bà biết tội ác của cộng sản. Tôi là một đứa con nít, tôi cũng biết tội ác của cộng sản. Chỉ có điều là chính bà đã sống trong lòng cộng sản, cho nên bà thấu hơn nó. Và cô chú bác biết không, trước khi mà có chế độ cộng sản đi vào Việt Nam thì có phải là lá cờ vàng ba sọc đỏ làm trung bay pháp phới ở ba cõi Bắc Trung Nam không? Có phải liền một khối thống nhất không? Tức là nước Việt Nam chúng ta đã thống nhất rồi. Sau khi đệ nhị thế chiến, và Trang đã chia sẻ rất nhiều, tất cả những cái nước thuộc địa phải trao trả thuộc địa lại cho cái nước bị cai trị, trong đó có Pháp. Bọn Việt Minh hay là bọn tiền thân của cộng sản nó không phải thắng Pháp gì cả, mà bắt buộc Pháp phải rút ra khỏi Việt Nam, bởi vì đó là một tiến trình trao trả thuộc địa. Nhưng nó chụp lấy cơ hội đó, nó nói rằng nó đánh thắng Pháp để lừa bịp đồng bào. Cho tới giờ này thì trong cái đầu óc của lũ mọi rợ cộng sản, lúc nào nó cũng chỉ có quên quang là hai cuộc chiến thắng Pháp và thắng Mỹ để nó khẳng định vai trò lãnh đạo của nó trước toàn dân. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Hoàn toàn không phải như vậy. Chính Chen đã đọc những trang lịch sử trước cuộc chiến, trước khi Pháp vào, trước đó những bậc tiền nhân đã phải chống bọn giặc phương Bắc đô hộ. Biết bao nhiêu những người yêu nước, chí sĩ và những phong trào yêu nước đã có rất lâu, chứ không phải chỉ duy nhất của đảng Cộng sản. Để nó chụp lấy những cơ hội đó, nó khẳng định vai trò của nó lãnh đạo. Cho nên quay về cái chữ quốc hận này thì đích thực đó là quốc hận. Ngày nào còn Cộng sản Bắc Việt, ngày nào còn bọn Việt Cộng thì đó là quốc hận. Chứ không có ai có quyền để bẻ nữa. Và nếu bẻ là bẻ cho đúng. Còn nếu mà bẻ không đúng thì sẽ bị người ta phản biện. Cô chú bác biết không, hồi năm rồi Trang cũng cùng cô chú bác nói về 30 tháng 4. Và cứ mỗi năm như vậy, năm rồi Trang còn hiền hơn phải không cô bác anh chị em? Bây giờ tới một năm nữa Trang đã dữ tợn hơn rồi phải không? Tại sao là cô chú bác biết tại sao không? Tại vì Trang đã nhìn ra. Không phải chỉ riêng cô chú bác anh chị em nhìn ra không đâu, Chen chỉ ngồi đây để nói dùm cho mọi người không có điều kiện để nói. Thì rõ ràng là cứ mỗi năm trôi qua như vậy, cái tội ác của cái lũ tạ quyền Việt Cộng này càng chất chồng lên. Và cái đất nước này rơi vào tay nó, tới giờ này nó đã từng bước nó tan hoang không còn cái gì cả.
và nó đưa dân tộc này đến một cái ngưỡng của cái gì? Của một sự nô lệ là trước mắt không tránh khỏi được. Không bao giờ có thể tránh khỏi được. Tất cả mọi thứ về văn hóa, về kinh tế, tất cả nằm trong tay bọn Tàu Cộng hết, dưới sự tiếp tay của cái lũ quỷ Việt Cộng này, như cho nói ngày hôm qua. Cho nên ngày nào còn Việt Cộng, không phải là tới 30 tháng 4 mới gọi là quốc hận, mà ngày nào còn Việt Cộng thì đều là quốc hận cả. Một sự nhục nhã của dân tộc này khi ngồi nuôi một lũ quỷ đỏ, chính nó là nguyên nhân tất cả cho mọi chuyện. Chính nó đã chia rẽ dân tộc này, để bây giờ không thể nào, cho anh khẳng định một câu luôn, người Mỹ nó có cái câu là never ever, không bao giờ mà có thể hàn gắn được. Đó là câu nói của Jen. Jen nhìn ra được như vậy, không bao giờ có chuyện đó. Ngày nào còn lũ Việt Cộng này sẽ không bao giờ cái vết thương đó có thể hàn gắn được. Cho nên ngày nào cũng là ngày quốc hận khi còn lũ Việt Cộng này. Nói thẳng vào bà Dương Thu Hương như vậy. Còn nói về cái vấn đề tại sao Nam Hàn người ta thắng mà miền Nam Việt Nam lại thua, nếu mà bà đặt câu hỏi như vậy thì rõ ràng bà không có tri thức gì cả. Những cái chuyện lịch sử nó đã hiển hiện ra đó rồi, mà bà còn đặt câu hỏi làm cái gì? Bà không thấy rằng khi Mỹ rút hết quân về nước, đã ký hiệp định hòa bình để đưa toàn dân đến tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý, đó là một cơ hội ngàn vàng. Chúng ta có thể coi đó, cái ngày tháng đó là một cơ hội ngàn vàng để có thể hàn gắn vết thương từ đó đó. Sau khi mà bọn Cộng sản Bắc Việt đã âm mưu và chia đôi đất nước, thì rõ ràng cái hiệp định Ba Lê, hiệp định hòa bình đó là một cơ hội ngàn vàng cho dân tộc này. Nhưng mà sao? Không lẽ bà không nhìn thấy tất cả gọi là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa đã không còn hiện diện trên chiến trường miền Nam? Thì ai? Ai đã dùng súng đạn của Liên Xô và Tàu Cộng để vào để mà cưỡng chiếm, bức hại, bức tử miền Nam Việt Nam? Mà bà lại đặt câu hỏi rằng tại sao Nam Hàn người ta thắng mà miền Nam Việt Nam lại thua? Chính bà có trong đó. Chính bà có trong quân đội của Cộng sản Bắc Việt. Mà tại sao bà đặt câu hỏi như vậy? Tôi không phục bà. Tôi không phục bà. Dù bà đặt giải gì. Cho tới giờ này tôi khẳng định, tôi nói cho bà biết. Tới giờ này những gì bà nói đó, bà tố cáo tội ác Cộng sản, bà ấm ức cái gì đó, thì cũng chỉ là phần riêng của bà. Tội ác của Cộng sản thì ai cũng biết hết rồi. Còn bà chỉ tức là tại vì sao? Bà chỉ là nói lên cái gì? Cộng sản này nó lừa bà. Nó lừa bà khi chuyện đã rồi thôi. Bà ấm ức bà nói thôi, cho bỏ tức thôi. Chứ không, bà không bao giờ cảm nhận được cái nỗi đau của đồng bào miền Nam. Bà không bao giờ hiểu được cái điều đó. Cho nên bà mới thốt ra những cái lời đó. Đó là điều đáng tiếc tôi dành cho bà. Tại sao vậy? Tại vì bà là một người tri thức. Nhưng mà đối với tôi, tri thức chưa đủ. Thượng đế sanh ra chúng ta ra một hình hài con người. Dĩ nhiên chúng ta phải có tri thức. Tức là nó được trao dồi bằng sự học hỏi, học tập không ngừng để có được cái tri thức. Nhưng mà điều đó chưa đủ. Điều đó không đủ để có thể nói rằng cái nhân vật đó có một sức ảnh hưởng hay được người ta tung hô ca ngợi. Vừa phải có tri thức mà vừa phải có lương tâm nữa thưa bà. Vừa có trí mà phải vừa có tâm nữa thưa bà. Chứ không có đơn giản là tri thức là đủ đâu. Cho nên bao nhiêu bằng cấp, bằng khen gì cũng vậy mà thôi. Chen không đồng tình với lời phát biểu của bà Dương Thu Hương. Và Chen là phản biện. Chen nói, để một lần nữa cô chú bác thấy rằng thế hệ sinh sau đẻ muộn như Chen đây, và Chen đại diện cho tất cả thế hệ trẻ sau này, sau chiến tranh, có một cái nhìn nhận rất đúng về cuộc chiến tranh này, và nhìn nhận rất đúng về một cái bản chất của một chế độ mọi trợ cai trị quê hương chúng ta. Chen đại diện cho những các em nhỏ đó, để mà có thể khẳng định rằng quốc hận là cái chữ đúng nhất để dành cho quê hương của chúng ta. Chứ không có được bẻ cong cái gì cả. Ai nói cái gì nói, quốc hận là đúng. Quốc là gì? Là quốc gia, là tổ quốc, là đất nước này. Hận không? Hận, hận ai? Hận lũ Cộng sản này. Chính nó chứ không ai cả. Chính nó. Nó chia đôi đất nước, nó gây cuộc chiến tương tàn này, mới ra một cái vết thương mà nói rằng tới giờ này sẽ không bao giờ mà có thể hàn gắn được cả. Chứ đừng có nói.
Sen có nhận được một cái email của một cô. Chanh xin được giấu tên. Cô gửi cho Chanh lâu rồi. Cái ngày Chanh nhận được email này là ngày 20 tháng 4. Ngày 20. Và đã hơn một tuần rồi. Cô gửi cho Chanh là những vị tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị tù cải tạo trên 17 năm sau ngày 20 tháng 4 1975. Chắc cô có trong diễn đàn của con. Con xin cảm ơn cô. Bởi vì cô chú bác biết không, cũng như cái tấm hình này đó, mà Chanh để cái hình nền ngày hôm nay đó, thì Chanh để trên đây thì đại khái là có 6 gương mặt của những vị tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử tiết trong cái tháng Tư Đen. Họ vì quốc dòng thân đó và không chịu đầu hàng đó cô bác anh chị em, họ thà chết chứ không đầu hàng. Thì bên cạnh đó không phải có những vị tướng này không, mà chúng ta còn có thể gọi là những người chiến sĩ vô danh là cũng đúng. Bởi vì sao? Bởi vì họ chưa được lưu danh, hay là tên tuổi của họ đã không có được lan truyền rộng đi để người ta biết. Chúng ta có thể nhìn ra được là biết bao nhiêu những người dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và những người dân vô tội của miền Nam Việt Nam đã chết dưới súng đạn của ngoại bang mà do lũ cộng sản Bắc Việt này gây ra. Một cái số rất nhiều. Trong cái bài viết này nói rằng đừng bao giờ quên ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Lịch sử vẫn còn đây. Những vị tướng sau 30 tháng 4 1975, những người đã bị cải tạo trên 17 năm. Chắc là trong diễn đàn có Gen có những chú bác cũng ở trong tù cải tạo và hiểu thấu được cái chữ tù cải tạo trá hình này, Chen để trong ngoặc ghép. Thì cô chú bác biết không, Chen sẽ đăng cái bài viết này kèm hình ảnh sau cái buổi livestream này, bởi vì liệt kê ra tất cả những tên tuổi của những vị tướng vị quốc dòng thân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chen không có đủ thời gian để chia sẻ hết trong cái buổi ngày hôm nay, bởi vì ngoài cái tâm tình của cô chú bác gửi cho Chen đó, thì Chen phải hát những bài nhạc để gửi đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa, và cũng như là những món quà để an ủi phần nào cho sự mất mát của cô chú bác đã xuống của tàu vượt biên. Chen sẽ đăng cái bài này lên cái trang Hoa Miền Nam Tự Do của Chen và các anh chị trong nhóm sau cái buổi livestream này. Chen chỉ cùng cô bác, các anh chị và các em, mình xin một phút mình tưởng niệm tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người dân quân cán chính, những người con của đất mẹ miền Nam Việt Nam đã chết dưới tay của lũ mọi rợ cộng sản Bắc Việt. Mình tưởng niệm và mình sao? Mình ghi ơn. Mình luôn mang ơn của họ trong lòng. Đó là cái điều mà Chanh nghĩ rằng ai cũng làm được cả. Ai cũng làm được cả. Mà không cần phải phô trương, không cần phải làm cái gì đó cho nó rầm rầm rộ rộ để chứng tỏ mình có lòng. Từ trong lòng của chúng ta, mình phải có một cái tình yêu thương. Và như Chanh nói, Chanh dễ xúc động trước những cái người đã vì quốc dòng thân này. Chanh đã đọc cho cô chú bác hồi năm ngoái một cái bài báo khi viết về những người lính của Việt Nam Cộng Hòa bị hành quyết nè, rồi tự lấy súng bắn vào đầu. Chanh đã chia sẻ hết rồi, cô chú bác có thể xem lại. Không phải mỗi năm vậy, Chanh nghĩ rằng Chanh cứ nhắc đi nhắc lại như vậy để cô chú bác cùng với Chanh mình tưởng nhớ. Mình mang ơn họ từ ở trong cái tâm khảm của mình, chứ không phải là lời nói không. Và để mà ai cũng có thể chứng tỏ được cái lòng yêu thương cái mảnh đất thành chữ ếch bất hạnh này đó, thì chỉ là một cái lời comment trong diễn đàn của Chen, chỉ cần góp tiếng cùng với Chen để nói về tội ác của cộng sản thôi, thì đó cũng là một sự thể hiện tình yêu thương quê hương đất nước rồi, chứ không phải là cần cái gì cho nó dữ dội. Hay là những kẻ cầm cái lá cờ vàng đi xuống đường để xạo xạo, đi khoe, đi tôn vinh, giống như kiểu là yêu lá cờ vàng này lắm, nhưng mà sau lưng lại nuôi bọn cộng sản, lại tiếp tay góp kinh tài cho cộng sản, thì Chen không có thèm, không có cần những cái thứ giả dối đó. Chúng ta không cần phải làm hình thức nó dữ dội như vậy để chứng tỏ là chúng ta yêu cái lá cờ này. Chen đã nhìn ra một cái lũ giả dối ở hải ngoại này, lợi dụng cái lá cờ vàng này để kiếm cháo kiếm chát, để mà dinh thân và phì gia. Cô chú bác ai cũng có thể nhìn ra được, chứ không phải là riêng một mình Chen đâu. Cho nên điều Chen muốn nói ở đây là gì? Chúng ta có tấm lòng, từ một cái việc rất nhỏ nó cũng là tấm lòng, chứ không cần phải phô trương và giả bộ.
Đó là những con người giả dối và trước sau gì thì cũng lòi thôi. Và cho anh nói với cô chú bác là đừng bao giờ lấy lá cờ vàng này ra để mà kiếm cháo kiếm chát. Tại vì sao? Tại vì hồn thiên sông núi sẽ không tha thứ cho điều đó. Cái đó là điều cho nó nói rồi. Và cho anh luôn tin điều đó. Cái lá cờ vàng của dân tộc này, cái lá cờ này đã chứng kiến và nhuốm máu của đồng bào do cái bọn cộng sản Bắc Việt đã gây ra. Cho nên đừng bao giờ coi thường và lợi dụng nó để mà kiếm tiền, để mà nuôi sống mình, để mà giả dối, nói những lời có vẻ như mình yêu thương dân tộc này lắm, nhưng phía sau là hoàn toàn không có. Trong ngày hôm nay chúng ta phải nhìn nhận điều đó. Và xin hãy cùng với Jen, cô chú bác chỉ cần cùng với Jen, mình cất lên tiếng nói cho quê hương. Mình có một cái niềm hy vọng, một cái niềm tin rất lớn, như Jen hay nói. Jen luôn có một cái niềm tin rất lớn. Cái tà không thể nào thắng chánh được. Mặc dù chúng ta thấy nhiều khi cái tà nó đang tác quái tác quái như vậy đó, nhưng không có nghĩa là nó sẽ tồn tại lâu dài được. Bởi vì chúng ta đã nhìn thấy được là cái chế độ này nó dần dần đã đi đến đường cùng rồi. Một cái đường cùng không lối thoát rồi. Vì sao vậy? Bởi vì bản chất nó đã như vậy. Một lũ bất tài vô dụng. Bữa nay lũng chỗ này thì giá chỗ đó xài tiếp. Và cứ thấy lũng lỗ chỗ nào thì chấp giá chỗ đó. Một cái chế độ chỉ toàn là chấp giá. Một chế độ toàn là chấp giá. Thì cô chú bác thấy cuối cùng rồi nó thành cái gì? Nó thành một tấm vẽ rách. Và từ từ nó sẽ mục để không còn phải giá được nữa. Cái tấm vải mà mục rồi thì làm sao mà giá được? Cô chú bác hãy cùng với Jen vững lòng tin điều đó. Và Jen tin rằng những cái hương hồn, những vong linh, những anh linh của tất cả những người lính hay những người con của đất mẹ, dù họ đã bỏ xương máu ở trên cái đất liền hay ở dưới biển, nó đều linh thiêng cả. Và luôn dõi theo tất cả những người nào biết yêu thương quê hương này. Cho nên luôn tin điều đó. Cho nên không có cái gì là tồn tại hoài được đâu, nhất là những cái ác. Cho nên cô chú bác phải cùng với Jen tin điều đó trong cái ngày hôm nay. Bây giờ thì không có thời gian nhiều, Jen phải chia sẻ những cái tấm lòng của các anh chị cô chú bác đã gửi cho Jen. Jen mừng một điều là Jen mới vừa nói về đầu tuần thôi, tức là hôm thứ hai, Jen có kêu gọi cô chú bác hãy gửi tấm lòng của mình cho Jen để chia sẻ ngày hôm nay. Thì Jen đã quá mừng cho tới cột mốc ngày hôm nay đó. Thì Jen nhận được quá nhiều email. Có thể Jen không chia sẻ hết trong được ngày hôm nay, nhưng mà cô chú bác thông cảm cho nếu Jen không đủ giờ. Đầu tiên Jen sẽ, tại vì cái lời nhận định này, chia sẻ này là cái lời bắt đầu trước nhất, sớm nhất của một người đồng đội, Jen gọi là anh Một đi. Cũng như câu hỏi ngày hôm nay Jen để trên màn hình: chúng mày ăn mừng cái gì? Cô chú bác ai cũng có thể đặt câu hỏi này và chúng ta cùng với nhau trả lời: chúng nó ăn mừng cái gì? Và chúng ta trả lời xong rồi, nó có ăn mừng thì kệ nó, cô bác, anh chị em. Bởi vì nó không phải là con người. Chắc chắn chúng ta nhìn ra được bất cứ một kẻ nào ăn mừng trong ngày 30 tháng 4 thì nó đích thực không phải là một con người. Nó không phải là một con người. Vì sao vậy? Theo như cái bài viết của anh này nói, chúng mày ăn mừng vì tụi mày đã thành công nhiệm vụ cướp được miền Nam cho lũ Trung Cộng và Liên Xô, phải không? Như là thằng Lê Dũng đã nói, đúng vậy, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Tàu Cộng. Với sự viện trợ ít nhất là hơn 320.000 quân lính, 20 tỷ đô la và bao nhiêu vũ khí, đủ thứ hết, tài lực quân lực dồn hết lại. Một trận cuối cùng là vào cướp miền Nam Việt Nam, khi đồng minh Mỹ đã không còn trên miền Nam Việt Nam. Cô chú bác thấy mọi rợ không? Khốn nạn không? Và câu hỏi đặt ra là hay chúng mày ăn mừng vì chúng mày đã chiếm được Sài Gòn nói riêng và cả miền Nam nói chung mà rất phồn thịnh và gió này. Chúng mày ăn mừng vì được sở hữu dơ dét của cải, tài sản, tài nguyên, khoáng sản, đủ thứ hết, tất cả mọi thứ của dân và quốc gia miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Chúng mày ăn mừng vì được làm giàu trên xương máu của đồng bào và dùng đó để đưa các con cháu của tụi mày tẩu tán tài sản cho chúng mày qua những nước tư bản, phải không? Chúng mày là một lũ vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. Cho nên chúng mày đâu có biết ngày quốc tang của dân tộc là gì. Kể cả đâu có biết ngày giỗ ông bà
cha mẹ chúng mày là gì? Vì chúng mày còn đem họ ra đấu tố và giết hại nữa mà. Chúng mày cũng không sợ bị trừng phạt cho những tội ác của chúng mày đã và đạo ra, vì chúng mày là lũ vô thần. Lũ cộng sản chúng mày làm không khác gì cái lời tuyên bố của tên đầu sỏ chúng mày là ai? Là Võ Văn Kiệt. Ngày 30 tháng 4, có 1 triệu người vui cũng có 1 triệu người buồn. Đây là một câu nói vô nhân tính, dốt nát và ác độc. Vì sao? Vì 1 triệu người vui đó chỉ có lũ chúng mày mà thôi. Và đúng là như vậy. 1 triệu người vui đó, như cái lời của ông Kiệt ông nói, 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn, ai vui? Lũ cướp tụi mày vui, lũ ruồi nhặn tụi mày vui. Bởi vì tụi mày đã tìm được những thức ăn ngon lành ở trong miền Nam để tụi mày bấu bám vào, để hút, hút cho tới giờ này. Cho nên tụi vui. Chúng mày đã dùng vũ khí của ngoại bang để giết hại đồng bào, một cuộc chiến tranh phi nghĩa nhằm cướp được miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, rồi bành trướng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng có đến gần 30 triệu người dân miền Nam phải mất tất cả, chứ không phải 1 triệu người buồn như chúng mày ngụy biện và mị dân. Mỗi ngày, mỗi một năm, khi đến ngày quốc hận, trong suốt 48 năm qua thì có hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước đã từng sống dưới quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, thân thương vẫn đau buồn, xót xa và rơi lệ. Đây là ngày mà đồng bào ở khắp nơi trên thế giới tưởng niệm, tưởng nhớ đến biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống, biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã tuẫn tiết, biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ đã sẵn sàng rồi bị lũ chúng mày xử tử, biết bao nhiêu người đã bị tù đầy, giết dần giết mòn trong những cái trại tù cải tạo trá hình của tụi mày, biết bao nhiêu người dân vô tội đã bị thảm sát, và biết bao nhiêu đồng bào phải bỏ mạng trên con đường vượt biển để tìm tự do. Ngày này sẽ mãi mãi nằm trong lòng tâm trí của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước, không bao giờ quên được. Cho nên tôi thật mong đồng bào trong và ngoài nước, nhất là những thế hệ trẻ sanh sau đẻ muộn, hãy thức tỉnh để tìm đến một sự thật về ngày quốc hận 30 tháng 4. Đừng để cho lũ băng đảng cộng sản này tiếp tục mị dân nhồi sọ, xảo trá về ngày tang thương này, đau buồn, thảm họa của dân tộc Việt Nam. Hãy đừng nên hùa nhau rồi lấy cái lá cờ đỏ sao vàng đó của tỉnh Phúc Kiến đó mà xuống đường, cái tấm lá cờ của bọn Trung Cộng, để ăn mừng ngày quốc hận này, quốc tang này, mất nước này. Vì chẳng có cái gì mà phải ăn mừng hết. Đúng vậy, tụi mày ăn mừng cái gì? Có một cái bài viết của một chú cũng mới vừa gửi cho anh thôi. Thì cô chú bác biết không, khi mà nói ra, liệt kê ra những cái con số mà người dân mình đã chết dưới tay của cộng sản đó, thật là thê thảm và phải rùng mình. Phải rùng mình khi kênh ngồi trên đọc lại những trang lịch sử đó. Cô chú bác có thể lên Google là có hết. Mặc dù cái số liệu đó, nếu mà bọn Việt Cộng đưa ra thì nó không chính xác, và cái số đó nó còn nhiều hơn nhiều. Cho nên đã chia sẻ với cô chú bác rất nhiều trong hồi năm ngoái, hồi năm trước gì đó. Chưa chết đã đập đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông tổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đây? Ê, ông đi vui đấy. Xấu quá mà. Đập vào đầu.
số mày không không chết nhưng mà mày đấy, nhạt đòn chí hạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cô cái mõm vào đây. Bục chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cùn thế. Để cạnh đồng đồng cung hạng này. Đấy được rồi. Rò vào rồi đúng không? Cha cùn thì sao? Nhưng ra đấy. Bắt đầu chặt đi không? Chặt đi xong lấy lưới xong chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái cành rồi. Nằm nòng thôi. Hứng nữa vào, hứng mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách thì nó ra đấy. Nhiều, dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. 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 Nó còn thở.